Kem thân mến, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn Kem học bài góc và cung lượng giác. Mục tiêu mà Kem cần nắm được bài học hôm nay là Kem hiểu được khái niệm đường tròn bình hướng, đường tròn lượng giác. Kem nắm được góc và cung lượng giác. Kem hiểu được khái niệm về radian. Thầy sẽ không đi tuần tự các mục như trong sách giáo khoa, mà thầy sẽ đi vào các cái nội dung, từng cái nội dung một mà Kem cần phải nắm được. Nội dung thứ nhất Kem cần phải nắm được đó là Kem nắm được cái khái niệm đường tròn định hướng và đường tròn lượng giác. Và bây giờ thầy sẽ giải thích cho Kem cái khái niệm về đường tròn định hướng. Đường tròn định hướng, trong toán học người ta định nghĩa đường tròn định hướng là một đường tròn trên đó người ta chọn một chiều chuyển động là chiều dương và chiều ngược lại là chiều âm. Cụ thể hơn, người ta quy ước chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ làm chiều dương và cùng với chiều quay của kim đồng hồ là chiều âm. Như thầy đã mô tả như hình vẽ để các em hình dung. Hay cụ thể hơn là các em có thể quan sát điểm M để cho chuyển động ngược với chiều quay của kim đồng hồ và điểm M đang chuyển động theo chiều dương. Điểm M đang chuyển động theo chiều dương, tức là ngược chiều kim đồng hồ. Thầy cho điểm M chuyển động cùng với chiều quay của kim đồng hồ, tức là chiều âm. Điểm M đang chuyển động theo chiều âm. Đường tròn thỏa mãn tính chất như trên được gọi là đường tròn định hướng. Khái niệm tiếp theo các em cần nắm được đó là đường tròn lượng giác. Đường tròn lượng giác tức là trên cái mặt phẳng tọa độ OXY mà các em đang quan nhìn ở đây, mặt phẳng tọa độ OXY, ta vẽ đường tròn định hướng sao cho tâm trùng với góc tọa độ và có bán kính bằng 1. Các em lưu ý là đường tròn lượng giác là đường tròn định hướng mà có tâm trùng với góc tọa độ và có bán kính bằng 1. Và người ta chọn điểm A làm góc. Điểm A làm góc như thế nào? Tí thầy sẽ giải thích sau để các em rõ. Như vậy thầy nhắc lại, đường tròn lượng giác là đường tròn định hướng có tâm trùng với góc tọa độ và có bán kính bằng 1. Cụ thể là đường tròn này cắt trục OX tại hai điểm A và A phẩy, cắt trục OY tại hai điểm B và B phẩy. Do có bán kính bằng 1, điểm A lại nằm trên trục hoành nên điểm A sẽ có tọa độ là -1, 0. Điểm A phẩy nằm trên phần âm của trục hoành nên điểm A phẩy sẽ có tọa độ là -1, 0. Và các em lưu ý, nhưng điểm nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0. Tương tự như vậy, do có bán kính bằng 1 nên điểm B và điểm B và điểm B phẩy lại nằm trên trục tung nên sẽ có hoành độ bằng 0. Từ đó chúng ta suy ra, dễ dàng suy ra được tọa độ điểm B và điểm B phẩy. Bây giờ thầy sẽ giải thích cho em cái điểm gốc là A. Tức là tại cái điểm A này, các em tưởng tượng có một điểm M. Bây giờ thầy di chuyển phải xuất phát từ A. Cái điểm M này phải luôn luôn xuất phát từ A. Thầy di chuyển theo chiều dương, tức là ngược chiều kim đồng hồ, dương ở B. Thì khi đó số đo cung AB sẽ là 90 độ. Tương tự như vậy, điểm M này cũng phải xuất phát từ A. Thầy cho chuyển động theo chiều âm, tức là cùng chiều quay của kim đồng hồ. Em tưởng tượng xuất phát từ A và dừng ở B. Khi đó số đo cung AB phẩy sẽ là -90 độ. Và các em chú ý là -90 độ không phải là nhỏ hơn dương 90 độ, mà do quy ước chiều quay. Như vậy điểm A làm góc tức là phải xuất phát từ A. Như vậy khi thầy lấy điểm M trùng với điểm A thì khi đó số đo cung AM hay là số đo cung AA sẽ là 0 độ.
Nội dung thứ hai của bài học này là các em cần nắm được khái niệm radian. Trước khi vào nội dung thứ hai, thầy sẽ hướng dẫn các em cách đo chu vi của đường tròn hay là độ dài của đường tròn. Như các em đã biết, cách tính chu vi của đường tròn là chúng ta dùng công thức tuyết học, là các em đo bán kính, sau đó chúng ta nhân với 2pi nhân với bán kính thì chúng ta sẽ đo được độ dài của đường tròn. Cách thứ hai là chúng ta dùng thước, chúng ta khoanh đường tròn lại và chúng ta kéo thẳng ra thì chúng ta sẽ biết được độ dài của đường tròn. Tuy nhiên hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cách tính thứ hai. Đó giả sử là chúng ta cần đo chu vi của đường tròn, chính là cái phần thầy tô màu xanh ở đây. Là đầu tiên chúng ta xác định trên đường tròn một cái điểm A sao cho nó tiếp xúc với cái đoạn thẳng. Tức là điểm A, đường tròn sẽ tiếp xúc với đoạn thẳng tại điểm A. Và sau đó chúng ta di chuyển đường tròn. Chúng ta di chuyển đường tròn sao cho điểm A sẽ tiếp xúc với đoạn thẳng một lần nữa. Như vậy khi điểm A tiếp xúc với đoạn thẳng lần thứ hai thì chúng ta sẽ được chu vi của đường tròn. Đầu tiên chúng ta cho điểm A tiếp xúc với đường tròn, sau đó chúng ta cho điểm A tiếp xúc lần thứ hai, và khi đó chúng ta đo cái đoạn thẳng mà chúng ta đã đánh dấu thì đó chính là chu vi của đường tròn. Và bây giờ chúng ta cần đo độ dài của cung AB, tức là trên đường tròn này chúng ta lấy hai điểm A và B. Bây giờ chúng ta cần đo độ dài cung AB bằng cách chúng ta cho điểm B tiếp xúc với đoạn thẳng BO, và sau đó bằng cách làm tương tự chúng ta sẽ di chuyển đường tròn sao cho điểm A sẽ tiếp xúc với điểm O, và khi đó chúng ta chỉ được đo cái đoạn thẳng BO thì đó chính là độ dài của cung AB. Chúng ta đo đoạn thẳng BO chính là độ dài cung AB. Và bây giờ thầy sẽ giải thích khái niệm radian. Như các em đã biết, độ là một đơn vị dùng để đo góc và cung, cũng giống như mét và km là đơn vị để đo chiều dài. Radian cũng là một đơn vị để đo góc và cung. Trong toán học, người ta định nghĩa radian như sau. Các em lưu ý là trên đường tròn này chúng ta xác định hai điểm AB sao cho độ dài cung AB, các em chú ý là độ dài chứ không phải là số đo cung, mà độ dài cung AB, sao cho độ dài cung AB bằng bán kính OB. Chúng ta xác định hai điểm A và B sao cho độ dài cung AB, độ dài cung AB bằng bán kính OB. Như lúc nãy thầy đã lấy ví dụ là lúc này độ dài cung AB sẽ bằng bán kính OB, tức là BO bằng OB ở đây. Độ dài cung AB bằng bán kính OB. Độ dài cung AB bằng bán kính OB. Như vậy chúng ta đã xác định độ dài cung AB bằng bán kính OB. Khi đó cái số đo cung AB, khi đó số đo cung AB, số đo cung AB hay là góc ở tâm, tức là góc AOB sẽ là một radian. Các em chú ý, khi độ dài cung AB bằng bán kính thì số đo cung AB trong toán học người ta định nghĩa bằng một radian và ký hiệu là RAD. Một radian và ký hiệu là RAD. Nếu các em dùng thước các em đo, nếu chúng ta dùng thước đo độ chúng ta đo thì một radian sắp xỉ bằng 57,296 độ. Nếu chúng ta dùng thước chúng ta đo, một radian sắp xỉ bằng 57,296 độ. Và nếu như chúng ta đổi ra độ phút giây thì một radian sắp xỉ bằng 57 độ 17 phút và 45 giây. Trong toán học, người ta quy ước pi radian. Pi radian sẽ bằng 180 độ. Ở đây các em có thể hiểu pi sắp xỉ bằng 3,14 radian.
Như vậy trong toán học chúng ta quy ước pi ra radian xấp xỉ khoảng 180 độ. Và đây là mối quan hệ giữa độ và radian. Từ đây chúng ta sẽ có thể đổi độ ra radian và ngược lại từ radian sang độ nhờ công thức pi radian bằng 180 độ. Thầy đã giải thích cho các em một cái khái niệm mới là radian, là dùng là một đơn vị dùng để đo góc và khung. Và có một cái mối liên hệ giữa radian và độ là các em quan tâm có thể công thức là pi radian. Pi radian. Pi radian sẽ bằng 180 độ. À, chúng ta quan tâm đến công thức này. Và cái việc đổi từ độ sang radian và từ radian sang độ là rất đơn giản. Trong sách giáo khoa cũng có cho chúng ta có hai công thức để đổi từ độ sang radian và từ radian sang độ. Tuy nhiên, thầy sẽ hướng dẫn cho một cách khác để chúng ta đổi mà không cần phải nhớ công thức. À, ví dụ các em cần đổi, ví dụ chúng ta cần đổi 30 độ, chúng ta cần đổi 30 độ sang radian, chúng ta làm như sau. Tam suất, quy tắc tam suất. Quy tắc tam suất như sau là chúng ta đã biết pi radian, thầy không biết radian nữa, pi radian là bằng 180 độ. Như vậy chúng ta cần 30 độ thì chúng ta có 30 độ thì chúng ta sẽ có là x radian. Và cách làm này người ta gọi là quy tắc tam suất. Từ đây chúng ta sẽ suy ra là chúng ta nhân x nhân với 180 độ, x nhân với 180 độ, chúng ta nhân đường chéo này sẽ bằng là 30 độ nhân với pi. Chúng ta nhân một đường chéo thứ hai, 30 độ nhân với pi. Và chúng ta giải cái phương trình này ra, chúng ta sẽ có suy ra x sẽ bằng 30 độ nhân với pi và chia 180 độ. Và chúng ta rút gọn biểu thức này là chúng ta được pi chia cho 180 chia 30, chúng ta rút gọn và chúng ta được là pi trên 6. Như vậy chúng ta đã đổi 30 độ sẽ bằng là pi trên 6 radian. Và một ví dụ thứ hai, ví dụ chúng ta cần đổi pi trên 2 radian. Chúng ta cần đổi pi trên 2 radian ra độ. Chúng ta cần đổi giá trị này ra độ thì chúng ta cũng áp dụng quy tắc tam suất. Tức là chúng ta có pi thì bằng 180 độ. Pi thì bằng 180 độ. Và ở đây chúng ta có pi trên 2 radian thì chúng ta có x độ. Chúng ta cũng nhân đường chéo thứ nhất bằng đường chéo thứ hai. Từ đây chúng ta suy ra pi trên 2, chúng ta suy ra là pi nhân với x. Kem nhân pi nhân với x sẽ bằng là pi trên 2 nhân 180 độ. Từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng là x sẽ bằng, các em lấy 180 độ chia 2 được 90 độ. Như vậy chúng ta sẽ có là 90 độ
nhân với pi. 180 chia 2 được 90 độ nhân với pi và chia cho pi. Chia cho pi. Và chúng ta rút gọn pi thì chúng ta sẽ được là 90 độ. Chúng ta sẽ được 90 độ. Như vậy chúng ta đã đổi xong 9 pi trên 2 radian sẽ bằng là 90 độ. Như vậy chúng ta đổi xong pi trên 2 radian thì bằng 90 độ. Như vậy là các em lưu ý khi đổi từ độ sang radian hay là từ radian sang độ là chúng ta để công thức pi radian bằng 180 độ và chúng ta áp dụng quy tắc tạm xuất để chúng ta tính cho nhanh mà chúng ta không cần phải nhớ công thức độ. Một cái khái niệm quan trọng nữa trong bài học hôm nay đó là nội dung thứ ba, cung và góc lượng giác. Trên hình vẽ, là chúng ta có tia OA và tia OB. Tia OA và tia OB thì cho ta cái góc AOB được gọi là góc hình học. Các em được học, tức là góc được tạo bởi hai tia OA và OB được gọi cái góc AOB được gọi là góc hình học. Hay là trên đường tròn này, trên đường tròn tâm O này chúng ta lấy hai điểm A và B thì khi đó chúng ta có cung AB. Cung AB có thể là cung bé hoặc là cung lớn, người ta gọi là cung hình học. Và bây giờ cái khái niệm cung, và bây giờ các em sẽ hiểu cung và góc lượng giác như thế nào. Các em quan sát hình ảnh sau. Như vậy chúng ta thấy luôn luôn có một điểm M xuất phát từ A và kết thúc ở B, hay là có tia OM xuất phát từ tia OA và kết thúc ở tia OB. Đó là trường hợp thầy quay theo chiều dương và bây giờ thầy sẽ cho chuyển động theo chiều âm. Như vậy luôn luôn xuất phát từ A và kết thúc ở B. Thầy có thể giải thích lại để các em hình dung. Thầy sẽ có một cái tia OM. Tia OM thì tô màu đậm ở đây. Tia OM xuất phát từ A, xuất phát từ tia OA trùng với tia OA và cắt cái đường tròn định hướng này, cắt đường tròn định hướng tại M. Và bây giờ thầy sẽ cho di chuyển, tia OM. Thầy di chuyển tia M thì đồng nghĩa điểm M cũng sẽ di chuyển. Khi tia M xuất phát từ OA kết thúc ở OB thì chúng ta có góc lượng giác như hình vẽ. Khi đó tia OM sẽ quét được một góc lượng giác từ A và kết thúc ở B. Hay là điểm M sẽ di chuyển từ điểm A, điểm M sẽ chuyển động từ A và kết thúc ở B cho ta một cung lượng giác AB. Tương tự, phải xuất phát từ A và kết thúc ở B. Xuất phát từ A và kết thúc ở B. Thầy cho quay theo chiều âm. Điểm M quét được cung lượng giác, tia OM quét một góc lượng giác. Như vậy, góc lượng giác được tạo bởi hai tia OA và OB, người ta kết hiệu là OA đóng mở ngoặc, OA phải OB đóng ngoặc, là bắt đầu từ A và kết thúc ở B. Bắt đầu từ A và kết thúc ở B.
cung, số đo cung lượng giác AB. Cung lượng giác AB là có dấu mũi tên. Các em trước là cung hình học là không có dấu mũi tên, còn cung lượng giác là người ta có dấu mũi tên, có nghĩa là phải xuất phát từ A, một điểm mở xuất phát từ A và kết thúc ở B, là chúng ta có cung lượng giác AB. Điểm A được gọi là điểm đầu và điểm B được gọi là điểm cuối. Như vậy thầy này giải thích khái niệm cung và góc lượng giác. Như thầy vừa giải thích ở trên, nếu trên đường tròn định hướng là đường tròn mà chọn chiều chuyển động là chiều dương và chiều âm, chúng ta xác định hai điểm A và B thì chúng ta có vô số cung lượng giác có điểm đầu là A và điểm cuối là B. Tương ứng với số đo cung lượng giác AB thì chúng ta sẽ có góc lượng giác được tạo bởi tia OA và tia OB. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm số đo cung và góc lượng giác. Bây giờ các em chú ý theo dõi một phần mềm tính toán trên màn hình. Tức là đầu tiên ta có điểm mở xuất phát từ A và kết thúc ở B, ta được số đo cung AB là 0,6 radian như phần mềm để tính toán ở đây. Và các em theo dõi tiếp, như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có số đo cung lượng giác AB là 0,56 radian cộng với 1 nhân với 2 pi radian. Thầy có thể giải thích để các em hình dung như sau. Đầu tiên là xuất phát từ A và kết thúc ở B. Xuất phát từ A và kết thúc ở B thì chúng ta có số đo cung AB là 0,56. Chúng ta được là 0,56. Và sau đó chúng ta cho tiếp tục. Và sau đó chúng ta cho tiếp tục điểm mở di chuyển. Điểm mở di chuyển bắt đầu từ A và kết thúc ở B, chúng ta đánh dấu mũi tên kết thúc ở B. Và trong tình huống này, vì đi một vòng nên chúng ta sẽ có giá trị là 2 pi radian. Như vậy trong tình huống này chúng ta sẽ được có số đo cung AB sẽ là 0,56 cộng với 2 pi radian. Như vậy với cách mô tả như trên, chúng ta có số đo của cung AB là 0,56 cộng với 1 nhân với 2 pi radian. Và các em theo dõi tiếp, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ được các giá trị khác nhau. Và quan tâm đến các giá trị nhân với 2 pi, như vậy chúng ta thấy rằng đầu tiên chúng ta sẽ có xuất phát từ A và kết thúc ở B, chúng ta sẽ có giá trị đầu tiên là 0,56 radian, và những giá trị tiếp theo luôn luôn là 1 nhân với 2 pi, 2 nhân với 2 pi, và cuối cùng trong trường hợp này sẽ là 6 nhân với 2 pi. Như vậy trong trường hợp này là chúng ta cho điểm M chuyển động theo chiều dương. Và bây giờ các em theo dõi để cho điểm M chuyển động theo chiều âm. Như vậy điểm M chuyển động theo chiều âm, tức là cùng chiều kim đồng hồ, lúc này chúng ta có số đo cung AB sẽ là trừ 5,72 radian cộng với 0 nhân với 2 pi radian là bằng 0. Kết quả là chúng ta được là phần mềm tính toán được là trừ 5,72 radian. Và các em theo dõi tiếp, tương tự như thầy đã giải thích ở trên, do lúc này chúng ta cho chuyển động tiếp một vòng nữa nên chúng ta được là trừ 2 pi radian. Chúng ta có kết quả là trừ 1 nhân với 2 pi do chuyển động theo chiều cùng chiều kim đồng hồ mà một đường tròn
là chúng ta sẽ có là 2π. Các em chú ý đường tròn có số đo là 2π radian do chuyển động theo cùng chiều kim đồng hồ hay là chiều âm, nên chúng ta được là kết quả là trừ 2π radian. Và cứ tiếp tục như vậy, và các em theo dõi lại, chúng ta có trừ 2 nhân với 2π, trừ 3 nhân với 2π, trừ 4 nhân với 2π, trừ 5 nhân với 2π. Như vậy chúng ta có giá trị ban đầu là trừ 5,72 radian, và chúng ta cứ cho chuyển động tiếp như vậy, bắt đầu từ A và kết thúc mũi tên ở B, thì chúng ta được kết quả ở trong trường hợp này là trừ 5,72 trừ 5 nhân với 2π. Như vậy cả hai trường hợp chuyển bị mờ chuyển động theo chiều dương và theo chiều âm, thì chúng ta được số đo cung AB. Tổng quát lên, ta có nếu cung lượng giác AB có số đo là alpha radian, thì khi đó mọi cung lượng giác AB sẽ có số đo. Khi đó mọi cung lượng giác AB, mọi cung lượng giác AB sẽ có số đo là alpha. Tổng số đo là alpha cộng với K2π. Với K thuộc số nguyên. Trong trường hợp nếu alpha chúng ta tính đơn vị là độ, chúng ta sẽ có là A độ cộng với K 2π là ứng với 360 độ. Với K thuộc số nguyên. Và thầy nhắc lại, nếu số đo cung AB có số đo là alpha, thì mọi cung lượng giác AB sẽ có dạng, mọi số đo cung lượng giác AB sẽ có dạng, các em chú ý, là alpha cộng với K2π. Mọi cung lượng giác sẽ có dạng là alpha cộng với K2π. Hoặc các em chuyển sang độ thì chúng ta sẽ có là A độ cộng với K360 độ, với K thuộc số nguyên. Tức là chúng ta thay ở đây là alpha radian cộng với 0 nhân với 2K 2π, thì đó số 0 ở đây các em thay bằng K, đó chính là số đo tổng quát của cung lượng giác AB. Một nội dung nữa trong bài học hôm nay, đó là nội dung thứ 5, biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác mà các em cần phải quan tâm. Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác là các em phải biết trước, các em phải biết trước một cái cung có số đo là alpha radian. Tức là chúng ta phải biết trước một cái cung có số đo là alpha radian hoặc là độ. Chúng ta đi tìm điểm M, chúng ta đi tìm điểm M, tìm cái điểm M sao cho, chúng ta tìm điểm M sao cho cái số đo cung AM, số đo cung AM, tức là điểm A là gốc và điểm M là điểm cuối hay là điểm ngọn, bằng alpha. Tức là chúng ta đi tìm điểm M sao cho số đo cung AM bằng alpha, tức là chúng ta tìm điểm cuối M sao cho AM bằng alpha trên cái đường tròn lượng giác này. Chúng ta có thể lấy ví dụ, ví dụ 1, chúng ta cần tìm cái điểm M, chúng ta cần biểu diễn cái điểm M trên đường tròn lượng giác sao cho cái số đo cung AM bằng 2π 25π trên 4. Ví dụ chúng
ta cần xác định là 25π trên cái đường tròn lượng giác này. Tuy nhiên, như các em đã biết, điểm A làm gốc, điểm A làm gốc, và chúng ta xác định 25π/4 để chúng ta xác định trên đường tròn là chắc chắn là chúng ta sẽ quay theo chiều dương, nhưng rất là khó để chúng ta xác định cái điểm ngọn M, nên các em phải biết phân tích. Trong tình huống này chúng ta sẽ phân tích, chúng ta phân tích 25π/4, chúng ta phân thể phân tích bằng 24π cộng với pi chia 4. Như vậy chúng ta được 24π chia 4, chúng ta được là 6π. Như vậy là chúng ta sẽ được là 6π cộng với π/4. Thầy có thể phân tích lại là bằng π/4 cộng với 6π. 6π thầy biết là bằng, 6π thầy biết bằng là 3 nhân với 2π. 3 nhân với 2π. Như vậy các em để ý là 3 nhân với 2π, ở đây là k bằng 3. Như vậy là chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ xác định là từ xuất phát từ điểm A và quay đường tròn này 3 vòng thì chúng ta vẫn được là, chúng ta vẫn được điểm đợi cuối là A. Chúng ta vẫn có điểm cuối là A. Chúng ta có điểm cuối là A. Như vậy π/4, bây giờ π/4 là một trái chỉ dương, và các em để ý π/4 từ A đến B là π/2. Như vậy chúng ta chia cái cung nhỏ AB thành hai phần bằng nhau, thành hai phần bằng nhau. Ở đây, ở đây chúng ta được chính là điểm M chúng ta cần xác định. Chúng ta được π/4 chính là điểm M. Hay ví dụ 2, ví dụ 2, các em cần biểu diễn cung có số đo là -765 độ, -765 độ. -765 độ là chúng ta phải xuất phát từ A và chúng ta chuyển động theo chiều của kim đồng hồ, tức là chiều âm. Tuy nhiên để xác định góc -765 độ là rất khó, chúng ta có thể phân tích như sau. Chúng ta phân tích -765 độ, chúng ta phân tích bằng -45 độ, chúng ta phân tích bằng -45 độ cộng với -2, cộng với -2 nhân với 360 độ, cộng với -2 nhân với 365, cộng với -2 nhân với 360 độ. Như vậy để phân tích -765 độ bằng -45 độ cộng với -2 nhân 360 độ là rất đơn giản. Tại sao chúng ta lại phải phân tích nhân với 365 độ? Vì chúng em biết là 365 độ là luôn là một vòng đường tròn, có nghĩa là luôn luôn xuất phát từ điểm A. Như vậy kết quả này chúng ta luôn luôn có là xuất phát từ điểm A. Như vậy trong tình huống này các em chỉ quan tâm đến góc -45 độ, là từ đó chúng ta sẽ tìm được cái điểm M thứ hai. Chúng ta xem sẽ tìm được điểm M thứ hai. Chúng ta xem ví dụ 2 là chúng ta lấy là M2, ví dụ 1 chúng ta lấy M1. Như vậy -45 độ, như vậy là phải xuất phát từ A và chuyển động theo chiều âm. Tương tự chúng ta cũng chia cung AB phải làm hai phần. Vậy chúng ta sẽ có đây chính là điểm, chúng ta có đây chính là điểm M2. Điểm M2. Như vậy cái cách mà thầy trình bày cho các em ở trên được gọi là biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác. Nội dung cuối cùng mà các em cần phải nắm được đó là độ dài của một cung tròn
tức là chúng ta cần tính độ dài cung AB phần thầy tô động như hình vẽ ở đây. Chúng ta cần tính độ dài của cung AB. Như vậy, cách đo độ dài hay là tính độ dài cung AB thì có nhiều cách để chúng ta tìm được số đo độ dài của cung AB. Tuy nhiên, nếu như chúng ta xây dựng được một công thức toán học được tính toán thì việc đo độ dài cung AB là vô cùng đơn giản. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách tính độ dài cung AB theo công thức toán học. Tức là chúng ta sẽ áp dụng quy tắc tam suất mà thầy đã trình bày ở trên. Và như các em đã biết, cả đường tròn có số đo là 2pi radian. Cả đường tròn có số đo là 2pi radian. Thì chúng ta có chu vi của đường tròn là 2pi nhân với R, tức là nhân với bán kính. Và thầy nhắc lại, cả đường tròn có số đo là 2pi radian. Thì ứng với 2pi radian thì chúng ta có chu vi của đường tròn hay là độ dài của đường tròn tính theo công thức là 2pi nhân R, các em đã biết. Và bây giờ số đo cung AB, số đo của cung AB như phần thầy tô động ở trên là alpha radian. Chúng ta có alpha radian thì chúng ta ứng với độ dài của cung tròn AB. Tức là chúng ta cần tính độ dài cung tròn AB. Độ dài của cung AB thầy ký hiệu là chữ L. Và bây giờ chúng ta áp dụng công thức tam suất. Từ đây chúng ta sẽ suy ra là 2pi nhân với L sẽ bằng alpha nhân với 2pi R. Từ đây chúng ta giải phương trình, chúng ta tìm L sẽ bằng là alpha nhân với 2pi nhân với R. Chúng ta chia cho 2pi. Chúng ta rút gọn 2pi với 2pi thì chúng ta được công thức là alpha nhân với R. Như vậy, các em lưu ý độ dài của cung AB là được tính bởi công thức là alpha nhân với R. Trong đó alpha đơn vị, tức là alpha là số đo cung, số đo cung AB, và đơn vị phải là radian. Sau đó chúng ta nhân với bán kính thì chúng ta sẽ được độ dài của cung AB theo công thức này. Trong tình huống này, các em có thể hiểu là độ dài cung AB là chúng ta bán kính ở đây là các em có thể hiểu là OB. Chúng ta nhân OB, chúng ta nhân với alpha thì chúng ta sẽ được là độ dài của cung AB. Hay thầy có thể lấy ví dụ. Chúng ta lấy ví dụ, lúc này chúng ta lấy bán kính OB. Bán kính OB. Chúng ta lấy bằng 5 cm chẳng hạn. Và chúng ta lấy góc alpha. Chúng ta lấy góc alpha bằng 1,2 radian chẳng hạn. Thầy lấy ví dụ như vậy. Và khi đó độ dài của cung AB, tức là L, sẽ bằng 5 nhân với 1,2, và chúng ta được là 6 cm. Vậy giả sử nếu như alpha mà ta cho đơn vị là độ thì các em chú ý lý ý là phải đổi ra radian. Nếu alpha là độ thì các em phải chuyển sang radian thì chúng ta mới tính được. Như vậy cái việc đổi từ độ sang radian là vô cùng đơn giản. Như vậy tóm lại, các em muốn tính được độ dài của một cung tròn thì các em phải xác định được bán kính của cung tròn và góc số đo của cung tròn cần tính bằng radian, và sau đó chúng ta chỉ việc lấy alpha nhân với R là chúng ta sẽ tính được độ dài của cung cần tính. Ứng dụng của độ dài của cung tròn được thiết kế cho công tơ mét, đồng hồ công tơ mét trên xe máy. Như vậy là rất là đơn giản. Ở bên trước xe máy như các em đã thấy có một cái dây dẫn lên mặt đồng hồ. Như vậy cái dây đó mục đích là để xác định góc quay mỗi khi bánh xe chuyển động, thì chúng ta cho ta được góc quay là alpha, tức là đơn vị là radian. Và cái bán kính của cái bánh xe máy là chúng ta vô cùng tính đơn giản, và nhà lập trình sẽ tính toán theo công thức là alpha nhân với R, từ đó sẽ tính ra được cái quãng đường chúng ta sẽ đi được. Và đây là một ứng dụng độ dài của cung tròn được ứng dụng để thiết kế cho đồng hồ công tơ mét.
sinh thân mến, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học bài giá trị lượng giác của một cung. Trước đây các em chỉ tính giá trị lượng giác trong khoảng từ 0 độ đến 180 độ. Tuy nhiên, phát sinh từ những cuộc sống, chẳng hạn chúng ta cần tính sin của 2016 độ. Như vậy, để tính giá trị lượng giác của một cung hay là góc bất kỳ, thì mời các em chú ý theo dõi bài học hôm nay. Nhà toán học định nghĩa như sau: trên đường tròn lượng giác, chúng ta biết trước số đo cung AM bằng alpha, tức là chúng ta biết trước số đo cung alpha. Chúng ta biết trước giá trị alpha và chúng ta xác định cung AM bằng alpha, tức là chúng ta xác định đỉnh ngọn M sao cho số đo cung AM bằng alpha. Và đỉnh M có tọa độ là x0 chính là độ dài đại số OH, và x0 chính là độ dài đại số OK. Và khi đó, nhà toán học định nghĩa như sau: tung độ x0 của điểm M được ký hiệu là sin alpha, và hoành độ x0 của điểm M được ký hiệu là cos alpha. x0 chính bằng độ dài đại số OH, và x0 chính là độ dài đại số OK. Như vậy, độ dài đại số là, các em chú ý, là một số thực, tức là có thể âm hoặc có thể dương. Còn độ dài của một đoạn thẳng nó luôn dương. Và độ dài đại số là người ta ký hiệu có dấu vạch ngang ở trên. Thầy nhắc lại để các em hình dung, tức là trên đường tròn lượng giác là chúng ta biết trước số đo cung AM bằng alpha, và khi đó tung độ của điểm M thầy có là tung độ x0 của điểm M được ký hiệu là sin alpha, hay là sin alpha chính bằng tung độ của điểm M, và hoành độ của điểm M tức là hoành độ x0 của điểm M được ký hiệu là cos alpha, hay là cos alpha chính bằng hoành độ của điểm M. Và cái tỉ số sin alpha trên cos alpha được ký hiệu là tan alpha, và tan alpha xác định khi cos alpha khác 0. Và cái tỉ số cos alpha trên sin alpha được ký hiệu là cotan alpha, và cotan alpha xác định khi sin alpha khác 0. Các cái giá trị sin alpha, cos alpha, tan alpha và cotan alpha được gọi là giá trị lượng giác của cung alpha. Do sin alpha chính là tung độ của điểm M nên trục tung còn gọi là trục sin, và cos alpha chính là hoành độ của điểm M nên trục hoành còn được gọi là trục cosin. Hay chúng ta có thể nói đơn giản hơn, tức là sin alpha là lấy trên trục, sin alpha là lấy trên trục tung, trục tung còn gọi là trục sin, và cos alpha là lấy giá trị trên trục hoành nên trục hoành còn được gọi là trục cosin hay là trục cos. Và để hiểu rõ hơn các cái giá trị lượng giác của một cung hay là góc bất kỳ, thì mời các em chúng ta sẽ làm một cái ví dụ sau đây. Ví dụ chúng ta cần tính cos của 720 độ. Như vậy, để tính cos của 720 độ là chúng ta cần xác định cái đỉnh ngọn M sao cho số đo cung AM bằng 720 độ. Và như các em đã biết, 720 độ là chúng ta bắt đầu đỉnh M phải xuất phát từ A và chúng ta chuyển động theo chiều dương 2 vòng. Chúng ta được 360 và một vòng nữa là chúng ta được 720. Vậy khi đó điểm M sẽ trùng với điểm A. Hay chúng ta có thể dùng các cái biến đổi toán học chúng ta phân tích như sau. Bài 120 độ chúng ta phân tích bằng 2 nhân với 360. Và như các em đã được biết là K nhân với 360 thì chúng ta luôn luôn có bắt đầu từ A và kết thúc ở A, hay là điểm M lúc này sẽ trùng với điểm A. Và như nhà toán học định nghĩa, như vậy cos chính là hoành độ của điểm M. Em lưu ý cos là hoành độ của điểm M. Lúc này điểm M trùng với A và điểm M có tọa độ là 1,0, nên từ đó chúng ta suy ra cos của 720 độ sẽ bằng 1. Như phần mềm tính toán cho chúng ta là cos của
trăm hai mươi độ sẽ bằng 1. Chẳng hạn chúng ta cần tính sin của 720 độ, thì lúc này chúng ta có là sin của 720 độ chính là tung độ của điểm M, mà điểm M có tọa độ là có tung độ là 0, nên là sin của 720 độ sẽ bằng 0. Một ví dụ thứ hai là chúng ta cần tính cotang của trừ 25π/2. Em cần tính cotang của trừ 25π/2 là các em cần phải xác định điểm ngọn M sao cho số đo cung AM, sao cho số đo cung AM bằng trừ 25π/2. Và để xác định cái cung AM bằng trừ 25π/2 thì để thế này chúng ta rất khó xác định, và bây giờ chúng ta sẽ phân tích. Như vậy chúng ta phân tích trừ 25π/2 thì chúng ta đi đấu trừ xuống dưới, và chúng ta tách 25π bằng 24π cộng π chia 2, và chúng ta cứ chia tách ra là chúng ta được cái giá trị cuối cùng là trừ π nhân 2 cộng với trừ 6 nhân 2π. Và như các em biết là cái k lần 2π thì chúng ta luôn luôn có bắt đầu từ a và kết thúc ở a, và bây giờ chúng ta chỉ việc quan tâm đến cái trừ π nhân 2, và chúng ta quan tâm đến trừ π nhân 2. Như vậy lúc này là phải xuất phát từ A và chúng ta cho di chuyển theo chiều âm, tức là cùng chiều kim đồng hồ. Và lúc này chúng ta sẽ cho di chuyển, khi đó điểm M sẽ trùng với điểm B phẩy, thì chúng ta sẽ được cái góc là chúng ta sẽ được số đo cung có giá trị là trừ 25π/2. Như vậy nói tóm lại là điểm M sẽ trùng với điểm B phẩy. Như vậy điểm M sẽ trùng với điểm B phẩy, và điểm B phẩy có tọa độ là 0-1. Từ đó chúng ta suy ra cốt của trừ 25π/2, cốt của trừ 25π/2 là hoành độ của điểm M sẽ bằng 0, và sin của trừ 25π/2 chính là tung độ của điểm M nên sẽ bằng -1. Và như các em biết là cotang của trừ 25π/2 sẽ bằng cốt của trừ 25π/2 chia cho sin của trừ 25π/2. Chúng ta lấy 0 chia cho -1 thì sẽ bằng 0. Như vậy cotang của trừ 25π/2 sẽ bằng 0. Từ định nghĩa giá trị tương giác của một cung bất kỳ thì chúng ta suy ra một số hệ quả sau đây. Hệ quả thứ nhất là sin của alpha cộng k2π bằng sin alpha. Tương tự chúng ta có cốt, trong đó có một alpha thuộc R và k thuộc số nguyên. Thì điều này là hiển nhiên, thì như các em đều biết alpha và alpha cộng với k2π là luôn luôn có cùng điểm cuối M. Và từ đó chúng ta suy ra là hoành độ, sin là tung độ của điểm M. Suy ra tung độ của chúng hiển nhiên sẽ bằng nhau, và hoành độ tức là cốt alpha cũng sẽ bằng nhau. Chúng ta có thể hiểu như sau, tức là sin của π/3 cộng với -11 nhân với 2π. Đây các em lưu ý là ở đây k bằng -11 nên hiển nhiên là sin của hai giá trị này là sẽ bằng nhau. Cái hệ quả thứ hai là sin và cos luôn luôn nằm trong cái đoạn từ -1 đến 1. Thì điều này cũng hiển nhiên vì như các em biết là điểm M sẽ di chuyển trên đường tròn lượng giác, mà đường tròn lượng giác là đường tròn có bán kính bằng 1. Do đó chúng ta sẽ có sin. Sin là lãnh trực tung. Như vậy là khi bằng -1, nhỏ nhất là bằng -1, M trùng với B, và lớn nhất là bằng 1 khi M trùng với, nhỏ nhất là bằng -1 khi M trùng với B phẩy, và lớn nhất bằng 1 khi M trùng với B. Và tương tự cos là nhỏ nhất là bằng -1 khi M trùng với A phẩy, và lớn nhất bằng 1 khi M trùng với A. Cái hệ quả thứ ba là tan alpha xác định khi cos alpha thì nhìn là phải khác 0, vì tan bằng sin cos, và cos alpha khác 0 thì tương ứng với alpha khác π/2 cộng với kv. Thế thì bây giờ thầy giải thích tại sao cos alpha khác 0 thì alpha lại khác π/2 cộng kv. Thì để xét cos alpha khác 0 thì chúng ta xét cos alpha bằng 0.
Như vậy các em thấy rằng là cos bằng 0 khi m sẽ trùng với b hoặc là b phẩy, m trùng với b hoặc là b phẩy thì cos alpha bằng 0. Như vậy thì xét trường hợp nhất là m trùng với b, trường hợp là điểm m trùng với điểm b thì khi đó cos alpha sẽ bằng 0. Như vậy khi điểm m di chuyển đến b thì có nghĩa là chúng ta di chuyển, chúng ta đang xét chiều dương thì cos góc của nó sẽ là bằng pi trên 2, hay là cos của pi trên 2 sẽ bằng 0. Cos của pi trên 2 sẽ bằng 0. Và theo hiệu quả 1 thì chúng ta cộng pi trên 2 cộng với k2pi, cos của pi trên 2 cộng k2pi cũng bằng 0. Chúng ta xét trường hợp m trùng với b phẩy thì chúng ta đang di chuyển theo chiều dương, m trùng với b phẩy. Như vậy đến b được pi trên 2, như vậy chúng ta cộng thêm một pi nữa là chúng ta sẽ được lên b phẩy. Để mô tả lại, như vậy từ đây đến đây là chúng ta được pi trên 2, chúng ta di chuyển thêm một pi nữa là chúng ta khi đó m sẽ trùng với b phẩy, m sẽ trùng với b phẩy. Tương tự như trường hợp ở trên thì chúng ta sẽ có là cos của pi trên 2 cộng với pi, thì là khi đó là chúng ta di chuyển được một góc là pi trên 2 cộng pi, tức là m sẽ trùng với b phẩy. Thì chúng ta sẽ cộng thêm với k2pi thì chúng ta có cos vẫn bằng 0. Và bây giờ thầy sẽ ghép pi và k2pi lại với nhau, đặt pi nhân tử chung thì được là 1 cộng với 2k. Như vậy cos của pi trên 2 cộng với pi nhân với 1 cộng với 2k cũng bằng 0. Như vậy chúng ta gộp cả hai trường hợp b và b phẩy thì chúng ta suy ra cos của alpha bằng 0 khi alpha sẽ bằng pi trên 2 cộng với kv. Thầy nhắc lại, cos của pi trên 2 là cos của alpha bằng 0 tương ứng với alpha bằng pi trên 2 cộng với kv. Tại vì khi k chẵn á, các em lưu ý khi k chẵn, khi k chẵn thì m trùng với b, và khi k là một số lẻ, tức là 1 cộng với 2k là một số lẻ, 1 cộng 2k là một số lẻ, thì khi đó m sẽ trùng với b phẩy. Như vậy chúng ta gộp cả hai trường hợp lại thì chúng ta được là kv. Như vậy hình như là cos alpha khác 0 thì alpha sẽ khác pi trên 2 cộng với kv. Chúng ta sang hệ quả thứ tư. Như vậy cotang alpha xác định khi sin alpha khác 0, vì cotang thì bằng cos trên sin, do đó là mẫu số phải khác 0, tức là sin alpha phải khác 0 thì tương ứng với alpha khác kv. Thì tại sao sin alpha khác 0 thì alpha lại khác kv? Thế thì chúng ta xét tương tự, chúng ta xét trường hợp là sin alpha bằng 0. Như vậy khi sin alpha bằng 0 thì khi đó chúng ta thấy rằng điểm m sẽ trùng với điểm a. Sin alpha bằng 0 khi m trùng với a, hoặc là m sẽ trùng với lại a phẩy. M sẽ trùng với a hoặc là m sẽ trùng với a phẩy. M trùng với a hoặc là m trùng với a phẩy. Thầy nhắc lại, sin alpha bằng 0 khi m trùng với a, m trùng với a hoặc là m trùng với a phẩy thì khi đó sin alpha sẽ bằng 0. Như vậy thì đây là điều hiển nhiên, vì khi m trùng với a thì khi đó là chúng ta được giá trị là 2kv, tức là k là một số chẵn thì m sẽ trùng với a. Và khi k là một số lẻ, khi k là một số lẻ thì khi đó chúng ta sẽ có là m sẽ trùng với a phẩy. Các em lưu ý khi m trùng với a phẩy thì chúng ta có một góc là pi, và chúng ta cộng với k2pi nữa, và chúng ta đặt pi nhân tử chung thì chúng ta sẽ đó là pi nhân cho 1 cộng với 2k. Vậy khi đó là số lẻ lần k, số lẻ lần, thầy xin lỗi, là số lẻ lần pi thì chúng ta sẽ có m trùng với a phẩy. Như vậy gộp cả hai trường hợp lại, như vậy số chẵn lần pi thì chúng ta có m trùng với a, và số lẻ lần pi thì m trùng với a phẩy. Từ đó suy ra sin alpha sẽ bằng 0, và như vậy sin alpha khác 0 thì alpha sẽ khác kv. Cái hệ quả thứ năm đó là dấu của giá trị lượng giác. Như vậy là
các trục tọa độ OX và OY chia đường tròn lục giác ra làm 4 phần bằng nhau. Và người ta quy ước đây là góc phần tư thứ nhất. Thế là chia đường tròn ra làm 4 phần bằng nhau. Ở đây được gọi là góc phần tư thứ nhất. Trường hợp đây là góc phần tư thứ hai, góc phần tư thứ ba và góc phần tư thứ tư. Thế thì về dấu của các giá trị lượng giác là chúng ta xét dấu của sin, cos, tan và cotan. Tuy nhiên chúng ta chỉ xét sin và cos, từ đó chúng ta sẽ suy ra được dấu của tan và cotan. Như vậy khi điểm M ở góc phần tư thứ nhất, chúng ta thấy rằng sin alpha bằng độ dài đại số OK và cos alpha là bằng độ dài đại số OH. Và trong cả hai trường hợp này, OH và OK là những giá trị dương. Nên chúng ta cộng khi điểm M ở góc phần tư thứ nhất thì chúng ta có sin và cos dương, tan và cotan cũng dương. Tất nhiên tan và cotan sẽ dương. Khi điểm M ở góc phần tư thứ hai thì chúng ta có sin chính bằng độ dài đại số OK, có OK dương thì chúng ta có sin dương. Và cos chính bằng độ dài đại số OH, OH âm nên chúng ta có cos sẽ âm. Như vậy khi điểm M ở góc phần tư thứ hai thì cos sẽ âm và sin sẽ dương. Từ đó chúng ta suy ra tan, dấu của tan và cotan là âm. Và cách xét tương tự khi điểm M ở góc phần tư thứ ba, khi điểm M ở góc phần tư thứ ba thì chúng ta có sin, sin là độ dài đại số OK và cos là độ dài đại số OH. Cả OH và OK đều âm. Nên chúng ta có cos ở góc phần tư thứ ba, cos âm và sin âm. Từ đó suy ra dấu của tan và cotan sẽ dương. Thì âm chia âm sẽ dương. Ở góc phần tư thứ tư, khi điểm M ở góc phần tư thứ tư thì chúng ta thấy rằng là sin sẽ âm và cos sẽ dương. Góc phần tư thứ tư thì sin âm và cos dương. Như vậy suy ra dấu của tan và cotan sẽ âm. Thầy sẽ giải thích cái bảng giá trị lượng giác đặc biệt. Đó là trường hợp thứ nhất là alpha bằng 0. Alpha bằng 0 thì đó M sẽ trùng với lại A. Các em lưu ý khi alpha bằng 0 là M trùng với A. Và chúng ta thấy rằng là sin sẽ bằng 0 và cos sẽ bằng 1. Như vậy là sin của không độ bằng 0 và cos không độ sẽ bằng 1. Và tan sẽ bằng sin trên cos, tức là bằng 0 trên 1 bằng 0. Cotan bằng cos trên sin, tức là 1 chia 0 thì không tính được, nên là ký hiệu là không xác định. Trường thứ hai là alpha bằng pi trên 6. Như vậy alpha bằng pi trên 6 thì ứng với pi trên 6. Pi trên 6 là ứng với 30 độ, tức là 180. Pi là 180 chia 6 là được 30. Như vậy góc là góc pi trên 6. Các em chú ý là 0 độ và 0 radian là bằng nhau. Còn pi trên 6 là bằng 30 độ. Như vậy trong trường hợp này là góc alpha bằng pi trên 6. Như vậy là chúng ta thấy là khi alpha bằng pi trên 6 thì sin chính bằng độ dài OK. Và chúng ta thấy OK bằng 1 phần 2 OB. Mà OB bằng 1 nên là OK sẽ bằng 1 phần 2. Như vậy sin của pi trên 6 sẽ bằng 1 phần 2. Tam giác MHO là vuông tại H. À, chúng ta sẽ có MH bình phương chính là OK bình phương cộng với OH bình phương sẽ bằng OM bình phương. Mà OM bằng 1 nên OM bình phương cũng bằng 1. Như vậy là chúng ta biết được OK, chúng ta biết được OM thì chúng ta từ đó chúng ta sẽ suy ra được OH theo định lý Pythagore. Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được là cos alpha chính là độ dài OH là bằng căn 3 trên 2. Biết được sin và biết được cos thì chúng ta sẽ tính được tan và cotan. Trường hợp là alpha bằng pi trên 4 sẽ chia cung AB thành hai phần bằng nhau. Và tam giác vuông MHO sẽ là tam giác vu cân, tại vì góc
alpha bằng P/4 thì đó ta suy ra góc O MH bằng P/4. Nên là suy ra HO sẽ bằng là HM. Và theo định lý Pythagore thì chúng ta có OH bình phương cộng với MH bình phương là bằng OM bình phương. Mà OM bình phương bằng 1, từ đây chúng ta cũng sẽ suy ra được trong trường hợp này đặc biệt, tức là sin của P/4 bằng cos của P/4 và bằng căn 2/2. Và cách làm tương tự, thầy không hướng dẫn góc P/3 nữa, thầy có thể nói nhanh góc P/2. Như vậy khi làm P/2 thì khi đó thì M sẽ trùng với đỉnh B. M trùng với B thì suy ra sin của P/2 sẽ bằng 1 và cos của P/2 sẽ bằng 0. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được tan và cotan. Một cái nội dung mà các em cần phải quan tâm đó là công thức lượng giác cơ bản, hay còn gọi là hằng đẳng thức lượng giác. Chúng ta có bốn cái hằng đẳng thức lượng giác cơ bản. Bây giờ thầy sẽ giải thích cái hằng đẳng thức lượng giác thứ nhất, tức là ta có sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Như vậy là như các em đã biết là sin bình alpha chính bằng OK bình, cos bình alpha bằng OH bình, mà OK bình bằng MH bình. Như vậy tam giác vuông MHO vuông tại H, chúng ta có OH bình cộng với MH bình thì bằng OM bình, mà OM bình bằng 1. Như vậy từ đó chúng ta suy ra sin bình cộng với cos bình sẽ bằng 1. Từ công thức thứ nhất chúng ta có thể suy ra được hai công thức tiếp theo. Như vậy là công thức thứ nhất chúng ta chia cho công thức nhất cho cos bình alpha. Như vậy là cos bình chia cos bình bằng 1, sin bình trên cos bình thì bằng tan bình, và 1 trên cos bình thì giữ nguyên. Như vậy trong trường hợp này là cos alpha phải khác 0. Cos alpha khác 0 thì alpha khác P/2 cộng với tan bình, thầy đã giải thích. Và trường hợp công thức thứ ba là chúng ta chia công thức nhất cho sin bình, tức là sin alpha khác 0 thì chúng ta chia cho sin bình, thì sin bình chia sin bình bằng 1 và cos bình trên sin bình thì chúng ta được là cotan bình, và 1 trên sin bình tối giản rồi nên chúng ta giữ nguyên, và sin alpha khác 0 thì alpha khác tan bình. Công thức hằng đẳng thức cuối cùng là chúng ta biết là tan thì bằng sin trên cos và cotan thì bằng cos trên sin, nên là hai giá trị này là nghịch đảo của nhau, nên là tích của chúng sẽ bằng 1. Và đồng thời là tan thì có cos khác 0 mà cotan thì có sin khác 0. Như vậy cos alpha khác 0 và sin alpha khác 0, chúng ta gộp alpha khác P/2 cộng với KP và alpha khác KP, chúng ta gộp lại thì ta được là alpha khác KP/2. Nên thì cái điều này rất là dễ. Nếu K là một số chẵn, nếu K là số chẵn thì chúng ta được là sin alpha khác 0. Còn nếu K là một số lẻ thì chúng ta được là cos alpha khác 0. Và điều quan trọng là các em phải hiểu được các công thức này để chúng ta giải một số bài tập sau này. Như vậy công thức thứ nhất là cho chúng ta cái mối quan hệ giữa sin và cos. Như vậy khi biết được sin thì chúng ta tính được cos hoặc là ngược lại. Từ đó chúng ta suy ra được các cái mối quan hệ của các công thức tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xét một cái ví dụ về cái mối quan hệ giữa các cái giá trị lượng giác. Cho sin alpha bằng 4/5 và alpha lớn hơn P/2 và nhỏ hơn pi, chúng ta tính cos alpha. Thì chúng ta sẽ áp dụng công thức đầu tiên. Vì công thức đầu tiên là sin bình cộng cos bình bằng 1. Đây là mối quan hệ giữa sin và cos. Khi biết sin thì chúng ta sẽ tính được cos. Như vậy do sin bình cộng cos bình bằng 1 nên chúng ta sẽ có cos bình sẽ bằng 1 trừ đi sin bình. Do sin để cho là sin alpha bằng 4/5 nên chúng ta thay chỗ nào có sin alpha chúng ta thay bằng 4/5. Như vậy sin bình alpha thì chúng ta có là 4/5 tất cả bình phương. 4/5 bình phương 4 bình bằng 16, 5 bình bằng 25.
1 trừ đi 16/25 chúng ta được là 9/25. Từ đó chúng ta suy ra do cốt bình alpha bằng 9/25 thì suy ra cốt alpha sẽ bằng cộng trừ, em lưu ý là bằng cộng trừ căn bậc 2 của 9/25 bằng cộng trừ 3/5. Ở đây chúng ta phải xét đến cái điều kiện là alpha lớn hơn pi trên 2 và nhỏ hơn pi. Alpha lớn hơn pi trên 2 và nhỏ hơn pi. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái điểm cuối mở thuộc góc phần tử thứ mấy. Thế các em để ý là alpha lớn hơn pi trên 2 và nhỏ hơn pi, thì như vậy cái điểm cuối mở nó thuộc góc phần tử thứ hai. Đây là góc phần tử thứ nhất, đây là góc phần tử thứ hai. Như vậy điểm cuối mở thuộc góc phần tử thứ hai thì chúng ta thấy rằng là sin là dương và cos là âm. Cos âm. Như vậy là với alpha lớn hơn pi trên 2 nhỏ hơn pi là điểm cuối mở thuộc góc phần tử thứ hai và cos alpha âm. Từ đó chúng ta suy ra, chúng ta dễ dàng suy ra được là cos alpha sẽ bằng là trừ 3/5. Cos alpha sẽ bằng trừ 3/5. Và chúng ta loại cos alpha bằng 3/5. Như vậy các em thấy rằng là cái việc tính toán khi cho biết trước sin và tính được cos là rất dễ dàng. Điều quan trọng là các em phải hiểu công thức như thế nào. Ở bài giảng sau thầy sẽ hướng dẫn các em các cái trường hợp đặc biệt của các cái giá trị lượng giác có liên quan, hay là các giá trị lượng giác của cung có liên quan đặc biệt, thì ở bài giảng sau thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài giá trị lượng giác của một cung, và đây là nội dung cuối cùng mà chúng ta cần quan tâm, đó là giá trị lượng giác của cung có liên quan đặc biệt. Và trường hợp thứ nhất là chúng ta xác định cung đối nhau. Như các em biết, hai số đối nhau là hai số có tổng bằng 0. Hay là đơn giản hơn, thầy có thể lấy ví dụ số đối của số 2 là số trừ 2. Như vậy hai cung đối nhau là cung alpha và trừ alpha, được gọi là hai cung đối nhau. Trên hình vẽ là chúng ta có số đo cung AM là bằng alpha. Để xác định cung có số đo trừ alpha thì chúng ta gọi điểm M phẩy đối xứng với điểm M qua trục OX. Thì khi đó chúng ta sẽ có số đo cung AM phẩy sẽ bằng trừ alpha. Và bây giờ chúng ta cần tính cos của alpha. Như các em biết là cos của alpha chính là hoành độ của điểm M, hay là bằng độ dài đại số OH. Và cos của trừ alpha chính là hoành độ của điểm M phẩy, chính là bằng độ dài đại số OH. Như vậy chúng ta thấy cos của alpha bằng độ dài OH, cos của trừ alpha cũng bằng độ dài đại số OH. Từ đó chúng ta suy ra cos của trừ alpha bằng cos alpha. Chúng ta sang trường hợp sin. Sin của alpha chính là tung độ của điểm M. Hay chúng ta nói nhanh hơn, tắt hơn, vì các em đã biết sin của alpha chính là độ dài đại số OK. Sin alpha bằng độ dài đại số OK. Sin của trừ alpha là lúc này chúng ta để ý đến tung độ của điểm M phẩy chính là độ dài đại số OK phẩy. Như vậy sin của trừ alpha bằng độ dài đại số OK phẩy. Và như các em biết là OK phẩy và OK là hai giá trị đối nhau. Mà hai số đối nhau thì số này sẽ bằng trừ số kia. Như vậy từ đó chúng ta suy ra sin của trừ alpha bằng trừ sin alpha, là do độ dài đại số OK phẩy bằng trừ OK. Tan của trừ alpha thì bằng sin của trừ alpha trên cos của trừ alpha, và bằng trừ sin alpha trên cos alpha. Từ đó chúng ta suy ra tan của trừ alpha trừ sin trên cos thì bằng trừ tan alpha. Tương tự chúng ta sẽ có cotan. Như vậy kem đối cùng đối nhau, alpha và trừ alpha là có cos bằng nhau, còn lại là các giá trị là đối của nhau. Chúng ta có thể xét một cái ví dụ đơn giản như thế này. Ví dụ kem cần tính cos của trừ pi trên 6 thì chúng
chúng ta không dạy giới tính các cái giá trị bằng dấu trừ, vì khi đó chúng ta sẽ khó xác định. Như vậy là theo công thức thì cốt của trừ pi trên 6 thì sẽ bằng cốt của pi trên 6. Như vậy khi đó chúng ta xác định cốt của pi trên 6 là một giá trị đặc biệt, như các em đã biết. Ta sang trường hợp cung có liên quan đặc biệt, đó là trường hợp 2 là cung bù nhau. Hai cung bù nhau thì chúng ta xác định như sau. Đầu tiên là chúng ta có số đo cung AM là alpha. Để xác định cung có số đo là pi trừ alpha là chúng ta cách xác định chúng ta gọi M phẩy đối xứng với điểm M qua trục OI, M phẩy đối xứng với M qua trục OI. Thì khi đó chúng ta dễ dàng xác định được cái số đo cung AM phẩy là pi trừ alpha. Thầy nhắc lại, cung bù nhau là alpha và cung thứ hai là pi trừ alpha. Vì như các em biết là hai cung bù nhau là hai cung có số đo là bằng 180 độ hay là một bằng một pi. Như vậy nếu cung này là alpha thì cung số đo cung AM bằng alpha thì số đo cung AM phẩy phải là pi trừ alpha. Như hình vẽ. Cách xác định điểm M phẩy thì thầy nhắc lại là chúng ta gọi M phẩy đối xứng với M qua trục OI. Thì khi đó chúng ta dễ dàng xác định được số đo cung AM phẩy sẽ bằng pi trừ alpha. Thì thầy có thể nói nhanh để các em hình dung. Như vậy do chúng ta gọi M phẩy đối xứng với M qua trục OI nên giờ chúng ta sẽ có là OM bằng OM phẩy và OH bằng OH phẩy và tam giác vuông M phẩy H phẩy O bằng tam giác vuông M H O. Từ đó chúng ta suy ra được góc này cũng bằng alpha. Và chúng ta biết rằng chúng ta cái số đo cung A phẩy là chúng ta trừ đi góc alpha ở đây. Chúng ta được là số đo cung A phẩy là bằng pi trừ alpha. Và bây giờ chúng ta cần tính sin của pi trừ alpha. Như vậy để tính sin của pi trừ alpha thì các em cần tìm tung độ của điểm M phẩy. Mà tung độ của điểm M phẩy chính là OK. Như vậy sin của pi trừ alpha chính là độ dài đại số OK, được thầy tô một tí vào đây. Sin alpha chính là tung độ của điểm M cũng chính bằng độ dài đại số OK. Như vậy sin của pi trừ alpha sẽ bằng sin alpha vì đều bằng độ dài đại số OK. Chúng ta sẽ có cốt của pi trừ alpha thì chúng ta thank you.
nên là chúng ta suy ra cos của vi cộng alpha bằng trừ cos alpha. Tan của vi cộng alpha thì bằng sin trên cos, và chúng ta dễ dàng tính được trừ sin trên trừ cos thì bằng tan alpha. Và tương tự chúng ta sẽ có cotan của vi cộng alpha thì bằng cotan alpha. Như vậy thì nhắc lại, cung hơn kém pi là alpha và hơn pi là pi cộng alpha. Như vậy cung hơn kém pi là chúng ta có alpha và pi cộng alpha, thì chúng ta sẽ có là tan bằng nhau và cotan bằng nhau, còn lại sin và cos là đối của nhau. Và hình vẽ thầy đã mô tả để các em có một cái nhìn cụ thể để cung hơn kém pi. Chúng ta sang trường hợp thứ tư, và chúng nó cũng là trường hợp cuối cùng. Cung có liên quan đặc biệt, đó là hai cung phụ nhau. Như các em đã biết, hai góc phụ nhau là hai góc bất tổng bằng 90 độ hay là pi trên 2. Như vậy, nếu chúng ta lấy cung có số đo là alpha thì hai cung phụ nhau sẽ là pi trên 2 trừ alpha, vì đều có tổng alpha và pi trên 2 trừ alpha có tổng là pi trên 2, được gọi là hai cung phụ nhau. Trên hình vẽ, chúng ta có số đo cung AM bằng alpha và số đo cung AM phẩy là pi trên 2 trừ alpha. Như vậy để xác định cái điểm M phẩy thì chúng ta làm như sau. Trước hết là chúng ta xác định, chúng ta vẽ đường phân giác của góc phần tử thứ nhất. Đường phân giác OT là của góc phần tử thứ nhất. Và bây giờ chúng ta phải đi chứng minh cái tam giác vuông M phẩy K phẩy O bằng M O H. Hai tam giác vuông này bằng nhau thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được cái số đo cung AM phẩy sẽ là pi trên 2 trừ alpha. Như vậy để chứng minh hai tam giác vuông nói trên bằng nhau thì rất là đơn giản, là do chúng ta gọi điểm M phẩy đối xứng với điểm M qua đường phân giác OT hay là đường phân giác của góc phần tử thứ nhất, thì chúng ta sẽ suy ra được là đường phân giác giác, nên là chúng ta sẽ suy ra được là T O K phẩy bằng T O A. Thầy nhắc lại, do đường phân giác nên là chúng ta sẽ có là góc T O K phẩy bằng góc T O A. Thầy gọi đây là góc 1 là góc T O M, góc 2 là góc T O M phẩy, góc 3 là góc M phẩy O K phẩy. Do góc T O A bằng góc T O K phẩy nên là chúng ta suy ra góc alpha cộng với góc 1 bằng góc 2 cộng với góc 3. Alpha cộng với góc 1 bằng góc 2 cộng với góc 3. Mà do OT là đường phân giác nên là góc 1 bằng góc 2. Từ đó chúng ta suy ra được góc alpha. Từ đó chúng ta suy được góc alpha sẽ bằng góc 3. Góc alpha bằng góc 3. Như vậy là số đo cung AA phẩy. Ở đây có AA phẩy, em chú ý là số đo cung AA phẩy là bằng pi trên 2. Như vậy chúng ta trừ đi góc 3 thì chúng ta được là số đo cung AM phẩy sẽ là pi trên 2 trừ đi alpha, vì do alpha bằng góc 3. Như vậy do hai tam giác vuông M phẩy K phẩy O bằng M H O, nên là chúng ta suy ra được là hai tam giác vuông này bằng nhau vì có góc alpha bằng góc 3, tức là có một góc nhọn bằng nhau và có một cạnh hiền bằng sin của pi trên 2 trừ alpha, chính là tung độ của điểm M phẩy, chính là OK phẩy. Cos alpha chính là hoành độ của điểm M, chính là bằng OH. Và như chúng ta đã chứng minh là OK phẩy bằng OH, từ đó suy ra sin của pi trên 2 trừ alpha bằng cos alpha. Tương tự chúng ta cũng dễ dàng chứng minh được là cos của pi trên 2 trừ alpha bằng sin alpha. Cos của pi trên 2 chính là hoành độ của điểm M phẩy, chính là bằng OH phẩy. Sin của alpha chính là tung độ của điểm M bằng OK.
mà chúng ta dễ dàng chứng minh được OK bằng OH phẩy. Nên từ đó chúng ta suy ra là cos của P trên 2 trừ alpha bằng sin alpha. Từ sin và cos thì chúng ta dễ dàng suy ra được tan của P trên 2 trừ alpha bằng cotan alpha. Vì tan của P trên 2 trừ alpha thì bằng sin trên cos. Và chúng ta có công thức là sin của P trên 2 trừ alpha bằng cos alpha, và cos của P trên 2 trừ alpha bằng sin alpha. Chúng ta có cos trên sin thì bằng cotan. Và tương tự chúng ta dễ dàng chứng minh được cotan của P trên 2 trừ alpha thì bằng tan alpha. Và như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các em 4 trường hợp giá trị đứng giác của cung có liên quan đặc biệt. Đó là trường hợp cung đối nhau, cung bù nhau, cung hơn kém pi và cung phụ nhau. Để nhớ được 4 công thức này thì là rất đơn giản. Điều quan trọng là thầy muốn các em cần phải hiểu tại sao chúng ta lại có các công thức như trên. Thì chúng ta có một cách nhớ như sau. Như vậy là cos đối sin bù hơn kém pi là tan và cotan là phụ chéo. Có nghĩa là như thế này. Như vậy là cạnh cung đối nhau thì có cos bằng nhau. Như vậy các quan tâm đến hai cung đối nhau thì có cos bằng nhau. Hai cung đối nhau có cos bằng nhau. Sin bù, sin bù có nghĩa là hai cung bù nhau thì có sin bằng nhau. Hai cung bù nhau thì có sin bằng nhau. Hơn kém pi, hơn kém pi là có tan và cotan bằng nhau. Là những chỗ bằng nhau, còn lại là đối của nhau. Như vậy hơn chấm pi chỉ có tan và cotan là bằng nhau. Như vậy thì nhắc lại, cos đối sin bù hơn chấm pi là tan và cotan, có nghĩa là những chỗ thì đóng cung là có giá trị bằng nhau, còn lại là đối của nhau. Và phụ chéo, cái từ phụ chéo có nghĩa là sin, sin thì bằng cos, phụ chéo có nghĩa là sin thì bằng cos, tức là hai cung phụ nhau thì chéo nhau, có nghĩa là sin thì bằng cos và cos thì bằng sin. Nên quan tâm vậy. Hay là tương tự chúng ta có tan thì bằng cotan, và cotan bằng tan, được gọi là phụ chéo. Chúng ta phải nhớ cách nói như vậy. Và hôm nay chúng ta kết thúc bài học ở đây.